nhảy cái băng tre. Ồ, cả nhà thấy băng tre. Nhanh tí thôi, nhanh tí thôi, nhanh. Hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV nha. Hôm nay thì mình lại có thêm một món ăn mới nữa. Đó, thằng em mình nó sẽ đãi cả nhà một cái món đó là hai con gà nha cả nhà. Hai con gà cỡ 1,6 kg á. Rồi sẽ ướp xong mình nướng. Thêm một món rất là đặc biệt nữa, đó là cái món mực. Giờ không để cả nhà chờ lâu, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành món ăn nha. Đây là cái mực mà em của mình nó mới đi câu từ hôm qua nha cả nhà. Ngày mà còn mực tươi nha. Đó. Giờ em mình nó đang mua cái gì đấy? Nấm ha. Nấm kim châu ha. Đây mình dầu vô đây, mình dầu vô cái này nè. Rồi bắt đầu mình đem ra ngoài khi mình nướng. Đây là mực câu luôn á nhà, không có mua. Câu luôn, còn một tuột này là sao tí rồi Đạt? Câu luôn hả? Hay gì? À, một tuột này á, ít khi nó ăn lắm nha cả nhà. Nghe mình nó bơi vòng vòng á, bơi bằng cái phao quá nha. Nên một tuột này nó bám theo nó ăn luôn nè. Nó bám theo nó ăn luôn hả? Thiếm lắm dính. Này, tuột này. Ngon ghê không? Một tuột này sao dồi, một tuột này nướng chứ. Đây là cái món mà một chút nữa mình sẽ dồi thêm gia vị vào mấy cái bụng của con mực này để mà mình nướng nha cả nhà. Đây cả nhà, mình sẽ lấy mấy cái tăm để mà mình đâm xiên qua đây ha. Đó, rồi đâm đi đây để mình giữ cái nếp nó lại nha cả nhà. Đó, giờ đâm đi em sao đâu, đâm qua đây thì mình đâm ngang qua cả nhà. Đó, để mình giữ nó lại để mình nướng cho nó dễ. Đó, vậy được rồi đó. Rồi, chúng con kế tiếp đi. Không cho nó rớt lắm nè. Đẹp luôn, ok đó. Rồi, vậy là mình đã xong rồi. Vậy còn mấy con này sao? À, cái này thì mình ướp gia vị rồi mình nướng nha cả nhà. Tại vì nó không có giống như mấy cái con này. Đó, mình sẽ ướp mấy cái này vào cái gia vị sa tế cái cây á. Nè, xem nè. Đó, đây mình ướp vào sa tế ha, cái cây để vô đây. Đó, còn gà thì đang làm sạch sẽ chuẩn bị mình nướng luôn cả nhà. Rồi ok, vậy ha. Rồi cả nhà, bây giờ mình sẽ đi kiểm tra than nha. Coi than đã chín tới đâu rồi ha. Nè, cả nhà thấy không? Đó. Đó than đó. Đó than đó mình vừa mới làm than xong nha. Để coi chút nữa đi rồi than nó xuống xong rồi cái mình cho than nó chín đi, cho củi thành than này đầu với cái mình sẽ nướng mực với lại nướng mực với lại nướng gà vô đây ha. Đây là cái tre này là tre tự mọc luôn. Cái này thì mình cũng biết tự mọc hả?
Chị mập của ông hay là ngoại ngoại chồng? Mấy đêm mình nói đây là bà ngoại mình tự chồng nó mới lên, chứ không phải là che tự lên đâu cả nhà. Có những số chỗ sẽ lên ha, và đảo mình cũng có nhiều chỗ lên nhiều lắm. Cả nhà coi cái măng tre nha, măng tre vừa vừa rồi. Cái măng tre kìa phải không? Này này, cái măng tre. Cả nhà thấy măng tre đẹp không? Măng tre. Măng tre đẹp. Nè. Đó. Cả nhà thấy không? Đây là cái măng tre nha. Mai mốt nó sẽ cao lên, vậy là rồi đâu có mình sẽ hái măng tre tại đây mình ăn luôn. Măng này còn non lắm. Đây là cây tre nè. Lật cái cây củi để cho nó cháy đó. Đi đi ra, anh lật 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 củi. Cái này hả ngoại? Ngoại. Dạ. Đó, trời ơi. Chút nữa nó chín than đâu đầm đập đây nè. Cái này là bà ngoại mình bà nấu cho thành than hết luôn cả nhà. Chắc ngoại sẽ làm luôn cái cây này cho nó thành than hết luôn để lấy than. Ngoài ngoài phơi đây hả? Thôi đem vô nhà rồi. Đem nhà hả? Cái này đem vô không? Không, để nó khô. Dạ. Đây. Đây là khô của ông Dượng mình. Đi biển vô, ướp cho cả nhà. Cái này là khô gì ngoại? Khô cá nhái. Khô cá nhái hả? Ướp mình ướp gia vị vô luôn hả? Tiêu luôn. Để chút nữa cho con vài con nướng nha. Ý là vài miếng nè. Đâu để ngoại nướng thử nha. Dạ dạ. Rồi giờ để ngoại nướng thử nha. Lấy đi, lấy ra. Biết nướng không? Giờ nướng thử cho cả nhà xem nha. Để mang cái áo lên miệng mãi đây, nó đạt lên nó khập mái. Đây là khô cá nhái nha. Nếu ai không biết thì lên coi cá xương xanh của mình nha. Cá nhái gọi là cá xương xanh. Rồi bây giờ mình nướng nha. Đây mình nướng đây nè. Lấy miếng đũa em ơi. Lấy cái đũa đó đó, mình nướng. À đó, lấy đũa tao, lấy đũa đi em. Nhanh tí không ơi, nhanh. Rồi em trộn qua trộn lại chạy đại đi. Rồi. Thơm quá ha, thơm. Ui, có lửa đi ngu à. Kệ, em để qua đây hả? Mày lấy cái này không có lửa. Rồi. Nó hơi hơi đó. Chưa? Ăn ngon nữa không ơi? Thôi em đi lên đây, để xin lên đứng sau này bây giờ ăn. Ngon quá xin nè. Chị khéo luôn. Thử cái ngoài, hơi nóng. Hơi nóng không? Rồi xé mình tay kìa. Rồi cá xương xanh đó, cho miếng nha mà cả nhà nha. Đồ ăn mà nhiều dưa nó ngoài người ăn nữa ngon á. Ngon, nói chung là cũng hơi mặn lên mà không mặn mấy đâu. Mày lấy cái nồi đen ở dưới á. Dạ. Cái nồi đen ngoài đó đó dốc than bỏ vô là mày để chúng nó về nước. Quá trời ngon cả nhà. Cái này của bà ngoại mình ướp nha, ướp gia vị xong rồi nướng. Có ai thích ăn ớt thì tự bỏ ớt vô ăn nha. Này mình tính lấy tương ớt mà hơi khỏi. Trời quá là ngon. Ngon lắm cả nhà. Thơm. Quá tuyệt vời, cái con ngon quá. Nó không có mặn quá nha cả nhà. Vừa đủ ăn luôn. Bà ngoại mình ướp vừa đủ. Vừa đủ ăn luôn. Nghĩa là không có mặn quá. Vừa miệng ăn luôn ở nhà rất là ngon. Có những chỗ khác bán sẽ bỏ ớt rất là nhiều. Trong miếng ơi. Xé xé mặt hết đây. Đồ xé hết ít. Ngon lắm ở nhà. Rồi. Cá này là phơi một nắng thôi nha. Chứ ở đây á, lúc trước là người dân đây họ sẽ phơi cá rất là nhiều nắng, như là phơi khô chín luôn á. Còn bây giờ thì ở đã mình
kiểu như du lịch ra đông á cả nhà, nên bây giờ chỉ phơi bột nắng thôi. Mình nghĩ là phơi bột nắng ăn ngon hơn. Mời cả nhà nha. Rồi, quá ác. Bột cá ngon ngon, thịt ngọt, có một chút vị mặn nè, ngon. Rồi bây giờ anh em mình bắt đầu nướng mực nha mọi người. Đó, anh em mình nướng mực nè, đó, mực rất ngon nè. Đó, giờ mình nướng mực trước đi rồi mình sẽ nướng gà sau nha. Đó, đây, đó, mình nướng bên đây than nó ít lại rồi, không có còn lửa. Đó, như đây là tảng ngay ngay đạt ơi. Quá trời ngon mọi người ơi, hy vọng là mình sẽ thưởng thức cái món mực này trước nha. Đó. Còn bên đây thì mình đang lấy than nha, mình đang lấy than nên mình sẽ đốt bên đó. Còn bên đây thì mình sẽ nướng bên đây cho nó ngon hơn. Đẹp đẹp. Ok. Rồi. Rồi cách cỡ vài phút nữa em mình nó sẽ một lần. Mời cả nhà nha, giờ mình ăn thử nha. Trời ơi, mấy cái đen bỏ qua bữa. Ngon. Trời ơi, ướt thịt tươi ngon kìa. Nướng cà luôn. Từ. Rồi chỉ qua gà đây đã. Chỉ qua gà mà nó ngon, chứ mới lẳng qua gà luôn. Ngon nè. Giờ cái nào nè. Ngon. Thôi thôi, chậm. Thì ướp sơ tế vậy thôi, khỏi vô làm nước chấm đi. Đây làm chấm chấm gà đó, gà nó ngon. Gà này là gà nu luôn không? Gà nu. Rồi ok. Có trứng luôn cả nhà, có trứng luôn. Trứng là ngon quá vậy luôn. Rồi cắn đi, cắn đi. Trời ơi, kim chi với lại mực kết hợp lại ngọt đi, nhìn cả nhà ngon. Đã. Thấy không? Cho con tay miếng ăn. Kim chi này ngon này, kéo ăn vậy là đó. Ngọt không? Ngon. Này còn miếng cho con tay đi. Có gì là khỏi nước chấm đi. Còn chấm ngon. Rồi đây là cái món chính của mình nha cả nhà. Đây là món chính của mình nha. À, gà này là hai con nhỏ cả nhà. Tại vì nhà không ai nuôi nên thôi giờ làm thịt luôn. Rồi mình có mua thêm một ít cánh gà nữa nha, mình bỏ vô mình nướng cho ngon. Có ướp sa tế và chút gia vị bột ngọt đường mắm trong này nè cả nhà. Rồi. Rồi giờ mình mời cả nhà nha. Cho anh con này đi. Cho anh tài ăn nữa. Mời cả nhà nè. Mời cả nhà nha. Trời ơi. À, cái này là cái kim châm hả? Mời cả nhà nha. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Trời. Mực kết hợp với cái loại nấm này ngon lắm cả nhà. Ngon quá. Mời cút thêm sa tế nữa nha. Trứng ha. Không. Từ. Đó, nghe thấy không? Mực trứng nha. Nghe mình câu gần đảo rồi thôi. Trứng á. Đồ đã rồi. Mình ăn cái này là cái món phụ luôn cả nhà. Còn cái món chính là đang nướng bên kia. Đó, cái món gà nướng bên đó đó. Đúng không? Dầm gà nướng bên đó ngon. Trời đã quá. Ăn cái nấm này ngon nè. Rồi nấm này ngon cả nhà, ướp với sa tế ngon quá. Đi ra đi ra. Ê.
da thịt chuột này ngọt không? Chuyện của mình nha. Mà cái nhà nha, mình ăn cái con một tục bự này nha. Nãy là nước đường á. Trời ơi, một tục bự ngon. Ồ, bạn cũng chả. Không có cái gì ai. Mà cái nhà ăn miếng thơm với mình nha. Ngoài Bắc là miếng thơm. Thôi giờ mình mời cả nhà miếng thơm nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Ôi. Ôi, đảo rồi. Này vừa đủ ngọt cả nhà. Không cần muối với lại gì đâu. Đảo nha không. Đây là còn một ít phần đùi để mà mình nướng nè cả nhà, thấy ngon không? Trời ơi, phần đùi nướng nè. Gà này gà nuôi nha cả nhà. Gà nuôi, gà nuôi gà thả giường á, thả chỗ này nè. Nãy lấy cái cánh, biết cánh đó, cánh gì không bà? Cánh gà mềm. Tôi xuống nó nói mẹ nó, mẹ em cho nó đi. Ủa con chưa đi nào? Anh không cho đi, anh không đi học cho đi. Rồi, giờ mình đã nướng xong gà rồi cả nhà. Giờ mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Lấy đi em. Ăn đi. Nhà ăn cái ăn, ăn nào bóc bóc hồ đi. Rồi, cái con bóc cái đùi, bảo mình ăn cái đùi nè, cái đùi nè. Ừ. Ngon không vậy? Ăn đã ăn biết. Cay không? Cho ngoại miếng kìa, ngoại. Con chưa tới giờ. Ngoại ăn miếng ngoại. Ướp vừa ăn rồi đó. Dạ nữa. Xé đây em. Mạnh mạnh sang tay lên. Rồi, ăn đi em, ăn đi rồi. Rồi đặt sắp hết chưa? Sắp hết lần rồi. À mình còn một ít ở dưới đó nữa nha. Nhà. Đó mình còn ít đó. Bây giờ mình còn mời cả nhà cùng ăn với mình cái gà ngày hôm nay nha. Đường á. Rồi thơm cái gì? Gà nướng gì ngon ha. Xé đem, xé mạnh em, ăn đi mấy anh, nó mạnh lên. Ồ, xé mạnh em, thịt đây nè, chỗ này nè. Em cắn mạnh lên đó, mạnh lên em, đó. Thịt, thịt. Ui, nóng, nóng, nóng. Mời cả nhà nha. Ồ. Ồ. Ngoại. Cái miếng thịt đó rồi. Ừ. Miếng hả? Dạ. Không sao đâu. Không có ngoại ha. Ngoại mình uống mê luôn. Không sao, để ăn lại cho. Hồi đá luôn hả ngoại? Đá ít, đá có đá nè. Ôi, xét ngon. Ngon ngoại. Em xé mạnh lên, nói em gắn mạnh lên. Nhẹ, yếu hả, gần yếu. Nửa hai
con. Đúng rồi. Ăn nướng rồi đó. Ăn nướng mình tận xương nghỉ mà. Em mới ra. Ừ. Là gì đó. Nó không có khói, nướng nó chín mà nó ngon. Ồ, cái cánh ngon kìa. Em nhìn nó không ra. Nướng nhiều em bớt. Nó ướt mà. Em bớt đó. Em bớt cho cái rồi đi. Nướng cái kiểu đó ngon không anh? Nướng kiểu ngon. Á mực xé ra đây không? Bẻ ra em. Đúng rồi. À, bẻ cánh ra. Bẻ mực chiên ngon hả? Ừ, mực chiên ngon. Ê, chín luôn con xin này. Bữa kêu. Bữa kêu nướng thì bỏ nóng chiên chiên luôn. Chăm đi á. Cái gì đâu ngoài không ăn không ăn? Trời ơi. Không ăn là dễ gì. 2 giờ chứ đầu. Mời cả nhà nha. Ồ, không bị dưới ngoài mình. Ủa con bây giờ. Hay đó nè. Cái gì vậy? Hai cái đó là hai cặp rồi. Trời, khát nước ghê. Chậm chậm miếng. Xe nè em. Đi không thấy giùm anh ơi. Cái chị kéo đâu không lấy nè. Không. Chị sắt đâu. Được không? Được. Người mua cánh là ăn ngán luôn. Ừ. Mời cả nhà nha. Không sao. Rồi. Rồi. Người đủ ăn luôn cả nhà. Hai người tử do nóng quá. Gà vừa cái mi tám luôn không có ngoài. Hả? Ăn. Con gì gà? Ồ, cái này là ăn chứ không phải dám. Chiều định nốt không? Đỡ chưa? Đỡ, đỡ đỡ thì sống chưa? Bỏ chưa? Phải hỏi nó là bỏ chưa? Bỏ chưa vậy? Bây giờ em đi cũng được vậy? Cô đám chứ? Còn ngoài đi chừng út mình kém thôi. Đi chừng bữa. Ngoài thì có sống, có gió, có xe sống rồi. Đâu phải thì không có xe sống đâu. Ồ, ba khía mọi người ơi. Rồi, cái nhà ba khía ngoài mình đem ăn nè. Quá vậy ngon. Rồi, con lấy cái que ăn thử nè. Mời cả nhà nha. Này là ngoài tự làm không hả? Không, mình mua rồi mình chọn chỗ ở. Có cơm rồi cả nhà. Giống mặn thì ngon nha. Ngon đi. Không mặn. Không mặn mấy. Vừa đúng không? Ăn được chưa luôn. Ở rửa. Đây, đây thêm miếng nữa nha. Mời cả nhà nha. Này bằng ngoài mình tự làm luôn. Không có mặn mấy nha cả nhà, ngon. Có chỗ khác thì làm rất là mặn. Củ cải trong. Củ cải thì trộn gỏi đi. Không mặn mấy người ha, ngon. Vừa ăn luôn. Ngoài ngoài ăn chân không? Làm cái chân ngoài. Ngoài ngon. Ừ, chân gì ngon rồi nè. Trời ơi. Gà ngon quá cả nhà ơi. Con ăn cũng đúng rồi. Mời cả nhà nha. Ngon quá cả nhà. Ồ, chân đá đây. Mình ăn nó nói ba nó ăn nhà luộc ra đi nó ăn rồi. Ngon mà anh. Ngon. Ngon hả? Ăn đâu nhà này ngon quá. Thằng em đang đứng dưới nè. Ngon quá. Ngon quá không nói lên lời. Gà dai. Nhiều không? Khúc này thật nhiều luôn cả nhà. Ồ,
đâu thả về cô khác à. Ăn dai dai ngon. Còn cái nhà rồi một nắng ngon vô ăn cắp gì kia ra đi mà đi đi vô ăn cắp đi vô ăn cắp đi nói ăn cắp nói nhỏ ăn cắp nó lớn gì quá đã trời mềm mềm hơi dai dai thịt ngọt ngon. Cá một nắng này rất là ngon nha cả nhà. À, đây là mà cá nhái á, ở đảo mình thường thường hay gọi cá này là cá nhái nha. Hoặc là cá xương xanh. Đó. Thì cá này nếu ai đã đi ra đảo nhiều lần á thì sẽ biết được loại cá này ăn rất là ngon. Không phải cá này không mà mình còn rất là nhiều loại cá khác nữa. À, đây là cái loại mà mình phơi một nắng. Hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip sắp tới nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ kênh ẩm thực và du lịch sinh viên của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà vào những cái clip sắp tới.